Những dự đoán về tình yêu của tuổi Hợi năm 2024. Đường tình duyên của tuổi Dậu sẽ hứa hẹn nhiều tình yêu đẹp và viên mãn. Họ sẽ hạnh phúc với cuộc sống tình yêu của mình và có cảm giác trẻ hóa. Nam Rồng sẽ đảm bảo rằng sẽ không có trục trặc nào trong đời sống tình cảm của bạn. Các mối quan hệ sẽ đầy những cảm xúc phù hợp. Không gì có thể cản trở bạn tận hưởng mối quan hệ yêu đương hoặc lên kế hoạch có con. Mặc dù cuộc sống nghề nghiệp của họ sẽ đặc biệt bận rộn vào năm 2024, nhưng tuổi Dậu vẫn sẽ tìm thấy thời gian để dành cho cuộc sống lứa đôi. Điều này sẽ rất quan trọng đối với họ trong năm Giáp Thìn 2024. Đúng là bạn sẽ không thể dành nhiều thời gian cho nhau vào đầu năm, nhưng bạn sẽ bù đắp cho sự vắng mặt của mình bằng những cử chỉ cảm động nhỏ và những cuộc đoàn tụ căng thẳng sẽ giúp mối quan hệ của bạn luôn cân bằng về mặt cảm xúc. Mùa xuân năm 2024 đến, bạn sẽ rảnh tay hơn một chút để chiêu đãi người thân yêu của mình một vài chuyến đi chơi cùng nhau và tại sao không? Thậm chí là một ngày cuối tuần lãng mạn, chỉ trong một vài khoảnh khắc cô đơn tràn đầy cảm giác mới tìm thấy sẽ mang lại sức sống mới vào mối quan hệ của bạn. Sau đó, trong thời gian còn lại của năm, sẽ có những kế hoạch trong tương lai để thúc đẩy cả hai bạn ở mức tối đa và giúp bạn luôn gần gũi. Tóm lại, theo tử vi tình yêu của người tuổi Dậu, năm 2024 sẽ là một năm không có mây mù cho mối quan hệ của bạn mà các bạn sẽ cùng nhau tận hưởng.